ra là vợ đi mua bún đậu thì kiểu như nhìn thấy con đẹp trai sao, tại vì con ấn tượng với bà này là cái giọng cười bác nó kinh khủng lắm chị, đâu cười sao đâu rõ mà nó cười có gì nhỉ. Khi mà lấy bà này về là con chuyển qua là báo thức ạ. Sáng trời cười thì rất là ok, nhưng mà canh đêm cười thì rất là ma mị. Cái này chỉ là một cái ga nhỏ của 1/10 đó cô. Con không biết là con là thóc hay là gà. Sau cái lần ấy là về mệt, đi làm với Khoa mệt gần chết luôn. Ăn cơm có một lần mà khả năng là thổi cơm cả đời ạ. Dạ, là chín luôn ạ. Em là Nguyễn Duy Phước, sinh ngày 28 tháng 12 năm 1990. Rồi, xin mời vợ của Phúc ạ. Dạ, con là Hồng Phương ạ. Hôm nay con 28 tuổi. Dạ, hiện tại là con đang làm freelancer và bán vé máy bay. Khách hàng thân thiết của con là vợ chồng anh Mạc Văn Khoa. Coi như là một năm mà bán cho Mạc Văn Khoa là cũng đủ danh số rồi đó. Không? Dạ. Rồi cơ duyên nào mà hai đứa khiến xui gặp nhau nè? Cái lần đầu tiên mà hai vợ chồng con gặp nhau là Khoa mở cái quán bún đậu ở Cần Thơ. Dạ, và vợ con ở Cần Thơ thì thành ra là vợ đi mua bún đậu thì kiểu như nhìn thấy con đẹp trai sao? Là mua xong ra kêu lấy đồ về cô là có một cái hộp bún đậu và một cái hộp rau riêng với cả đũa, là bà quên đũa quên rau luôn, chỉ mang hộp bún đậu về thôi. Ảnh này tự tin vậy nhưng nhan sắc của ảnh chứ thật sự ra là con cái lúc đó là con chỉ nhớ là tại sao cái đôi đũa với cái bịch dao đâu rồi. Ừ. Chứ con không suy nghĩ gì tới ổng hết trơn á. Ổng sợ con phốt á, cho ổng xin số điện thoại quay lại thì thật ra là con để quên. Bà này làm dữ quá đi, thế là thành ủa làm dữ là sao, kiểu như là sao mà để quên rồi xong rồi bảo bây giờ anh là dạ. Tính quậy luôn hả, cho nên là bạn ấy phải vội vàng xin số điện thoại liền đúng không ạ. Dạ. Vuốt giận bà đi xong rồi bắt đầu là thôi để anh có gì anh nếu mà em có đặt nhiều bún đậu không thì sau này liên hệ cho anh là anh sẽ giao tới tận nơi. Dạ, tới cho em. Dạ, cái ấn tượng của con khi mà lần đầu tiên con gặp bạn này á. Dạ, thấy kiểu giống như là nhẹ nhàng, cái giọng rất là ấm áp, chứ ngoại hình thì con nghĩ là không. Ngày hôm sau có gặp liền. Dạ không ạ, bằng đi một thời gian thì kiểu như là hai đứa cũng có nhắn tin chăm sóc khách hàng đúng dạ, không? Dạ đúng ạ. Tại vì con ấn tượng với bà này là cái giọng cười bác nó kinh khủng lắm chị. Đâu cười sao đâu, rõ mà nó cười có duyên hết. Còn ấn tượng với giọng cười bảo là ví dụ người này phải có một cái tâm hồn vô tư lắm mới cười được như thế này. Nhưng mà sau khi mà lấy bà này về là con chuyển qua là báo thức ạ. Sáng trời cười thì rất là ok, nhưng mà canh đêm cười thì nó rất là ma mị. Cái này chỉ là một cái ga nhỏ của 1/10 đó cô. Chứ còn ở nhà là canh đêm mà khoảng tầm 12 giờ mà bà xem cái gì vui vui hài hài là còn ám ảnh luôn đấy. Có một lần con ngủ không được, cái con coi cái con chó con mèo này kia mà con cười ngu như ổng hay quá, ổng tưởng là con mớ giả bập bập vậy nè. Thằng nhỏ bởi vậy nó ôm vô ôm nhất à, nhiều khi nó cũng có được đâu. Mơ tự dưng bật cười ha. Cái gì đây nhưng mà thật sự nó rất là mắc cười không nhịn được. Không mà dễ thương mà. Dạ. Có nói trong nhà là có Lộc á, cái lần đầu tiên mà mấy đứa gặp nhau là ở chỗ nào? Bằng một thời gian con lại về thành phố con làm thì bà này có một lần đám cưới của bạn bà ấy, trên đây là không có bạn bè mấy, chỉ có bạn là đám cưới thì bạn lo tiệc của bạn ấy rồi. Bà này mới nhắn tin bảo là anh ơi bây giờ em chuẩn bị lên thành phố mà em không biết đường nào, thế là nhờ anh đưa em đi lại. Thì lúc ý là hai đứa mới bắt đầu là chính thức gặp mặt nhau để nói chuyện và tìm hiểu sâu hơn ạ. Đám cưới là chắc cũng sẽ có men có rượu trong đó rồi. Thì nó có nảy sinh tình cảm không? Dạ thật ra thì con là cũng nhát gái lắm. Dạ không? Vâng ạ, con đưa bạn ấy về bình thường ở khách sạn thôi, nhưng mà bẳng đi một thời gian nữa là tầm 2 tháng nữa. Trời bạn ơi. Ấy lại như là lại đi đám cưới nữa thì đợt ý mới xảy ra chuyện ạ. Chuyện gì? Cái lúc quen nhau đến bây giờ đến cái lúc cưới luôn á, con không biết là con là thóc hay là gà. Cũng đưa về cái khách sạn quen ấy. Ừ. Thì là bạn ấy mới bảo là thôi bây giờ kiếm cái gì hai đứa tâm sự. Dạ, lúc ấy cũng có nói chuyện nắm tay sơ sơ ạ. Dạ sơ muối được tay ạ. Dạ bảo ngồi nói với chuyện không ở trong khách sạn thì mệt quá. Vả nước bọt ra, thế là bảo là mua 10 lon bia đi, em 5 lon anh 5 lon. Nhưng mà cái đồ của con thật sự đồ của con tầm 3-4 lon là con say quất cần câu rồi. Bà này bác bảo em uống có một ly sâm panh là em say rồi. Con chúc đến 4 lon trong đầu say rồi chết. Bắt đầu bà bảo mê bà thấy ý con rồi, bà thấy con gần say rồi, là con mà say là con đi ngủ luôn, con không có động chạm nói chuyện gì nữa. Bà ý em say quá thế là chuyện gì nó cũng tới rồi cô. Sau cái lần ý là về mệt, đi làm với Khoa mệt gần chết luôn. Ăn cơm có một lần mà khả năng là thổi cơm cả đời ạ. Dạ là chín luôn ạ. Đợt ý là hai đứa con có tin vui. Dạ. Phát một ăn ngay luôn. Vâng ạ. Thì bọn con không biết, thì mãi sau 2 tháng mấy, 3 tháng ấy, thì em bị mất. Công việc của con là lúc đó là đang làm nghiên cứu về thuốc bảo vệ thực vật.
do làm trong cái môi trường quá chất quá nhiều. Lúc đó là nó vừa mới hết Covid, rồi các con bị dính Covid, rồi thêm làm trong quá chất nữa là mất bé luôn. Là lâu chưa vậy con? Mới năm ngoái. Mới năm ngoái đúng không? Dạ. Sau cái sự cố đó là con có bị ảnh hưởng tới tâm lý? Dạ, con bị trầm cảm. Lúc đó con cảm thấy như thế nào? Ban đầu là con không biết, rồi công việc vẫn tiếp tục. Xong rồi cái con mới tới khi mà biết rồi thì con báo cho anh hay. Rồi anh mới nói là thôi bây giờ em ngưng cái công việc đó đi. Thì con mới hỏi là công ty là còn cái phòng ban nào khác để con điều chuyển ở bên đó để con làm bên văn phòng. Thì chưa kịp điều chuyển nó không được bao lâu nó cái con bị mắc Covid. Cái nhà của con cách công ty cũng khá xa. Cái con ở trong cái phòng trọ đó vừa bị Covid vừa có em bé nữa, rồi cái xảy rồi con bị trầm cảm, con kiểu như là cuộc đời con không cảm thấy nó bị sao sao, kiểu như là đứa đầu á nên khó chịu trong người, kiểu muốn tìm tới cái chết nhiều hơn. Gọi điện cho con thì lúc nó khóc quá trời khóc. Thì con ở đang làm ở trên đây, lúc đó là tầm 2 giờ đêm. Con chạy xuống đấy, con mở cửa ra thì cái khoảng cách đầu tiên là bán vợ con là nằm ở trên co ro lại ở trên cái giường á, mà khóc quá trời khóc luôn. Xong rồi con bắt đầu là con mới ôm lại thôi, bảo bây giờ không có gì cả. Bây giờ nói chung là cái chuyện nó xảy ra không ai mong muốn. Thì bây giờ mình cố gắng thôi, anh thương em. Vì với cả và làm người đàn ông thì bắt buộc phải tất cả những cái gì mình làm đều phải có trách nhiệm hết. Xong rồi con đưa bà về, bà vợ con về thì ở nhà bố mẹ thì hai đứa cũng không dám nói với bố mẹ là cái vấn đề đó. Chuyện mà con có em bé là ba mẹ con không biết luôn. Gì dạ, luôn. Hiện tại là ba mẹ vẫn chưa biết luôn. Cái thời điểm đó cái gì để làm cho con vượt qua được cái trầm cảm đó? Có ảnh ở kế bên kiểu như ảnh động viên liên tục á. Nhưng mà ảnh về không kịp là nó sẽ xảy ra chuyện á. Dạ. Nhưng mà cái việc mà con đi xử lý tất cả mọi thứ là một mình con hay là có ai đi với con? Dạ, có cái bạn gần phòng trọ của con hỗ trợ tiếp. Dạ. Chứ ảnh lúc đó anh về không có kịp, báo cho ảnh hay là đã xong rồi hết rồi. Rồi đến khi nào thì hai đứa mới về gặp gia đình và xin cưới hỏi đàng hoàng? 3-4 tháng sau ấy, con muốn là cho bà này bà qua được cái giai đoạn khủng hoảng ấy đi. Đúng rồi. Hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ, được 1 năm rồi con. Rồi vậy thì sang cái trang chương 2 đó con. Vũ có nói trước ngoài cái tiếng cười ma mị đó, còn cái điểm nào mà con hồn siêu phách lạc đó? Với cái thân xác của con hiện tại như bây giờ với cái thân là xác do bà ấy. Đàn bà gái ngay to lắm cô ạ. Con nghĩ là sau khi xem một cái bộ phim hài rồi, cười cho đã rồi, con bé nó mệt và thằng này nó phải thức, là bởi vì nó ngủ không được bởi tiếng cười. Lúc đó con bé nó mệt, con bé ngủ không? Và con bé vừa đặt mình xuống ngủ thì con bé ngáy. Thằng này tiếp tục không ngủ được. Ngoài cái ngáy ra thì còn một cái là kiến răng. Vừa ngáy vừa nghiến. Không ưa con về cái chuyện gì canh ngày là bà tối bà nghiến kinh lắm. Ngáy là rống ạ. Hôm nào mà vui là ngáy, êm đềm hơn. Nói chung là ngáy mình nền nã. Dạ, còn ngày nào nó tức giận thì nó ngáy là coi như rền rã, rền vang. Đúng không? Khi nó thức thì nó cười, khi nó ngủ thì nó ngáy. Khi nó giận thì nó nghiến. Dạ, đúng rồi. Ở chung nhà với em anh không sợ ma chứ còn gì nữa. Cái hơi người, cái tiếng người đúng không cô? À. Thì làm sao mà sợ ma là không cần thờ cúng gì luôn đó. Về cái phần là tính tình, vợ con thì hay kiểu như lèm bèm. Con không thích, con đi làm về nhiều khi là công việc là anh em đi về làm mệt, mệt chân thì thối, người thì hôi. Xong rồi chưa kịp vào để thay quần áo hay là gì đó, anh coi phụ em này nha, anh coi phụ em cái kia nha. Trời, anh thấy vợ anh làm mà anh không, anh lèm bèm xong rồi còn dạ, ví dụ là đàn ông cái lúc ham muốn thì bà ấy lại không, hoặc là bà ấy ham muốn thì con lại mệt quá. Thế thành ra là bà cứ trách con là không có quan tâm hay là gì đó, là không chịu cảm thông á. Hai vợ chồng là về nhịp sinh học lại không có cộng hưởng. Rồi còn cái gì nữa không? Có ghen không? Đã có nhiều lắm cô. Ghen kể từ sáng ấy, là ghen dữ lắm, ghen cả trên Facebook tất cả cái gì luôn. Không bao giờ con đụng vào điện thoại của vợ con, tại vì con tin tưởng con. Bà này là về là con vừa quay mặt đi là cầm điện thoại con lên, ông kêu là ông chỉ có thả tim mình tôi thôi, mà sao bữa nay ông thả tim bài này, thả tim nhỏ này đúng không? Trời ơi, bữa nay tôi biết rồi nha, ông thương hay là ông có cái chuyện gì ngoài đó. Trời ơi, kinh khủng. Bắt đầu là lôi đầu con dậy. Con đang ngủ. Cái này là sao? Cái này là như thế nào? Cái này là như thế nào vậy? Trời ơi, cuối cùng đâu ngủ được đâu. Lại là không ngủ được. Dạ, không ngủ được. Còn gì nữa không? Rồi mù đường kinh khủng. Bà này là cái kiểu người mà đi từ nhà đến nơi đi làm mà chỉ nhớ đúng một con đường ấy thôi. Ví dụ như một ngày nào đó công ty mà nó có chuyển qua một cái vị trí khác, bà đi lại cái chỗ cũ, tại vì ở đấy có một cái cây chinh cá hoặc là một cái cây cột điện. Không có nhớ tên đường. Vâng, có lần bà này công an đưa về luôn, con giật mình luôn mà. Là con đi làm, con đâu có biết là con phải về, con chỉ bà như thế nào. Mù luôn cả Google, mù luôn cả cái search map. Bà đi chợ cách con 500 mét thôi mà đi mấy tiếng đồng hồ không về. Trời ơi. Là ba đi lên đấy, ba mua được cái đồ đó, xong rồi ba đi lạc vào cái đường nhỏ đó.
Thế là đâu có biết sợt xiếc gì đâu, thế là phải hỏi từng người, thế cuối cùng người ta chỉ, bác cũng không biết đường đi luôn. Thành ra may có cái chốt công an, mấy chú công an đưa về, con giật mình, con sợ lắm. Thế hiện tại vợ chồng con đang ở khu chung cư, con phải tìm bằng được cái khu chung cư nào mà nó ngay giữa chợ. Bà muốn mua cái gì bà xuống, bước xuống chân xuống, bà bước tầm 10 năm 20 bước thôi bà mua xong rồi bà lên nhà ngay cho tôi, bà bước tầm bước thứ 30 là bà lạc đường. Con sợ lắm, đi xuống nè, quẹo tay mặt đi 10 bước, mua đúng cái chỗ đó xong quẹo tay trái ngược lại đi 10 bước leo cầu thang lên nhà. Dạ đúng rồi. Con nghĩ con giật mình. Con nên cho nó thêm mấy cái cọng dây á để đi đâu cái cột. Cột rồi đi ra khi đúng nghiệp ấy. Đó đúng rồi. Và bây giờ có mong muốn vợ yêu của mình thay đổi điều gì không nè? Lạc đường hay gì đó con cũng không có ấy lắm, tại vì con là có thể là người dẫn đường cho cô ấy. Cái chuyện mà ghen hay là vẫn cả vấn đề mà bớt lèm nhèm đi, tại vì con chỉ ở lại đi làm con về thôi, thì con chỉ muốn là vợ con là ít suy nghĩ cái vấn đề là suy diễn ra rất là nhiều. Rồi giờ mình phải để coi coi là tại sao vợ con như vậy. Dạ nói đi. Dạ thưa anh, những gì nãy giờ anh nói thì em có cớ để em biện minh. Đầu tiên về cái lèm bèm trước đi. Trong nhà đi soạn đồ đi du lịch cũng là con, soạn đồ đi công việc cũng con. Mà con hỏi đi chứ bây giờ anh thích mặc cái gì? Quăng ra để quăng ở dưới đất gì đó. Nói ủa anh cái đó làm dơ hay sạch hay là mặc như thế nào cũng con ủi. Xong rồi quay qua quay lại, ổng ngồi ổng chơi game. Xong rồi cái la làng nói chuyện rồi này kia mà con hỏi không để ý. Con tức quá con nói là anh nghĩ sao vậy? Anh nhìn lại coi coi bây giờ mấy giờ rồi, giống như ngày hôm qua vậy đó. Bây giờ là mấy giờ rồi anh về sớm. Xong rồi rốt cuộc anh mở máy lên chơi con vịt. Con vợ sợ sợ đó không đi chơi, đi chơi con vịt à. Rồi á anh cũng thương con dữ lắm. Nguyên một cái thao đồ to như nè, đồ mà mềm mỏng như vậy nè, ông giặt hết, còn mấy cái quần jean để con giặt. Con nhờ anh à vô giặt tiếp em cái quần jean của anh. Nó dày quá, nó dài quá. Em lèm bèm quá, anh mới về nó về đâu cũng chừng được 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ đó con. Mà tại kẹt chơi game. Còn cái chuyện mà ở ngoài xã hội thì cái vấn đề nó là vậy, từ cái một cái môi trường mà con tiếp xúc nhiều người, xong rồi bây giờ con lên với ảnh thì chỉ con còn có mình ơn ảnh à. Lúc đó là con bị trầm cảm thì con cũng một mình con trong 4 bức tường. Xong rồi bây giờ con lên lấy ổng cái con nội trợ thì con cũng một mình con trong 4 bức tường. Con suy nghĩ nhiều quá, con là một cái người mà thẳng tính. Con không thích cái gì hay là con ghét cái gì đó là con sẽ nói ra, con nói thẳng luôn trên mạng, con đăng lên con nói sao mà đi đâu cũng nghe cái nhạc này hoài khó chịu quá rồi này kia vậy đó. Thì vô tình là ảnh hưởng tới công việc của ổng. Cái ổng mới nói là em ơi anh làm trong này anh làm em đăng như vậy là mệt anh đó. Rồi bắt đầu cái con ngồi con suy diễn đó, ủa tại sao không cho tôi động vô điện thoại của ổng, tại sao rồi có mấy người kia có nói gì không hay là như thế nào. Ổng thường ít có để ý lắm, phải có cái một cái người nào đó ở phía ngoài nữa để ý rồi tác động tới ổng, nói là hôm nay vợ mày đăng như vậy, vợ mày đăng như thế này như thế kia vậy đó. Rồi cái con mới thành thử con mới cầm điện thoại ổng xuống. Và một lần con vô tình con cầm được cái điện thoại của ổng, đây là lý do con ghen nè cô. Con thấy người yêu cũ còn trong đó 2 người luôn. Rồi chứ một cái bạn nào đó mà cái khoảng thời gian đó là anh phải bay về Nha Trang, anh đi đám cưới của một người bạn. Thì anh bay ra tới ngoài cánh nhắn tin cho bạn kia là ừ em ơi em có ở Nha Trang không, em đi đám cưới với anh không. Ủa sao anh không dẫn bạn gái, anh thấy công khai rồi mà. Đâu có, là anh đâu có bạn gái. Mà lúc đó là trước đó mấy ngày trời là đi về nhà con là ờ bác ơi tao con với Phương cũng tìm hiểu lâu rồi, cuối năm nay cho gia đình con qua để hỏi cưới. Trời ơi con tức nghe mà con không ngủ luôn 3-4 giờ sáng mà con tự. Mà bữa đó con cũng ngồi con suy nghĩ ủa tại sao mình không nằm trên giường mà mình phải đi xuống dưới đất mình nằm. Rồi qua tới ngày hôm sau con tức quá, con phải nói mà vừa tức mà vừa khóc. Đó lý do vì sao em ghen đó, anh hiểu chưa? Không có lửa thì sao có khói, đúng không? Nãy chị mới nói là phải biết lý do tại sao vợ con ghen. Cho nên cuộc đời này quý vị cũng nên nhớ rằng chúng ta nghe cái gì cũng phải nghe hai bên. Phải nghe hai chiều. Thôi hiểu vấn đề rồi. Bây giờ con có mong muốn bạn ấy thay đổi điều gì không? Những cái lúc mà ở bên ngoài á, có một số người kiểu giống như là nói không hay về con mà con không thể nào mà con đi từng người đó con giải đáp cho họ là ừ tại sao tao mập tao như thế nào hay là như thế kia. Thì con chỉ cần ảnh lên tiếng anh nói thôi. Tại có một lần con bị chọc, con bị ghẹo á là ồ em mập như vậy đó rồi làm sao anh Phước anh chịu nổi. Mà ảnh em nghe hả? Còn lúc đó con chỉ cần ảnh lên tiếng một tiếng thôi, nói là anh chịu được, anh đâu có nói với em là anh chịu không được vợ anh đâu. Chỉ cần một câu như vậy thôi bảo vệ con là đủ rồi. Con không cần gì thêm nữa chứ. Tôi không nói gì. Tính của con là nhẫn nhịn từ bé rồi. Con không có lớn tiếng được. Nếu mà đó là một người lạ đi thì con sẽ làm dữ luôn. Nhưng mà tại vì đó là một người em, cũng người em thân thiết, nên thành ra con muốn nhắn riêng và muốn nói chuyện trực tiếp riêng với người đó là chú như vậy là không được. Tại vì bản chất của một người đàn ông không bao giờ được chê một người phụ nữ xấu hay là bất cứ nói gì về một người phụ nữ. Là con đã giải thích với bạn đó rồi đúng không? Dạ con cũng nói rồi thì mà con biết không? Cái đó con không biết đó, mà một khoảng thời gian sau thì cái bạn đó có gặp con xin lỗi. Cô nói nè, cái vấn đề ở đây là tất cả mọi người xung quanh con, đặc biệt là bạn bè và em út, những người thân thiết của con phải tuyệt đối tôn trọng những gì của con. Trong đó có vợ con của con, bố mẹ con, anh chị em, dòng họ, nhà con. Nếu bạn muốn chơi với tôi,
bạn muốn làm em út của tôi, đầu tiên bạn phải là cái việc đó trước. Tại vì những cái gì của tôi, đó là sự chắc lọc của tôi, là cái sở thích của tôi, là cái điều mà tôi trân quý. Thì muốn đối với tôi tốt thì phải trân quý những cái gì của tôi. Yeah. Cho nên cái việc mà con giải thích sau này vô nghĩa. Trong trường hợp này con phải nói ngay lập tức luôn, chỉnh ngay: chú vậy là chú sai, vợ của anh đối với anh là số 1. Cho nên vợ anh có bất kỳ điều gì chú không được quyền nói, phải bảo vệ yếu nhân của mình. Sau cái được đó cô, đến bây giờ hiện tại con vẫn suy nghĩ là mình làm vậy đúng hay sai. Không phải con biện minh cho con, mà tại vì từ trước đến giờ con làm công việc là để hài lòng người khác. Con không thể nào làm hài lòng tất cả mọi người này. Mình phải làm bằng cái chính kiến của mình. Đó là về phía con. Còn về phía con á, con bị cái trầm cảm, con đã vượt qua được rồi, đừng bao giờ con để nó quay trở lại. Mà cái việc đó là con sẽ không nhờ cậy vào một người nào cả. Mình phải tự lực, đưa cái công được là mình hưởng. Con sẽ làm tất cả những cái gì mà tốt nhất có thể cho con. Vợ con là rất là mong em bé, rất là thích em bé và muốn có em bé lắm. Nhưng mà có những cái là kiểu như mong muốn quá đi thì nó kiểu lại gây ra cái suy nghĩ và lại cái stress. Và có một số lần là kiểu như bị báo giả cô. Vì sao nó mong có con biết không? Như nãy nó nói á, mình ơn nó trong bốn bức tường. Con thì công việc rất nhiều, nhiều mối quan hệ, trong khi vợ con nó không có một cái mối quan hệ nào khác ngoài bốn bức tường ở trong căn nhà đó. Thì bây giờ nó cần phải có một cái gì đó để nó bám víu, nó khỏa lấp tất cả những cái điều nó đang trống trải. Con hình dung chưa? Dạ. Yeah. Đó, thành ra con phải hiểu cái tâm lý đó. Điều cần thiết của con bây giờ là cố gắng vượt qua tất cả mọi thứ, chuẩn bị cho một cái tinh thần thật đúng là rồi. Tốt. Và tự nhiên mọi điều mà con mong muốn sẽ được. Cái điều mà chú mong muốn nhất là con sẽ thay đổi bản thân, nghĩ những cái gì nó tích cực. Con à, nha. Hai chồng này ôm nhau cái đi nè, trời ơi. Ok. Trời ơi. Rồi. Đó, nhìn nó già, tóc thì nó dài lộn thuộm, nhìn nó dơ dơ mà nó già. Chị chú bác thì hay lắm, còn chuyện ở nhà với vợ thì không khi nào nhớ hết trơn. Ai làm chuyện thầy lai đó, phải gọi hấu đứa em, gọi khung nhà giải chợ đó. Vợ em Trần Nhật Tân, năm nay em 27 tuổi, hiện em đang kinh doanh tự do. Ồ vậy hả? Còn em? Em tên là Âu Anh Thư, 27 tuổi, hiện em là trợ giảng của câu lạc bộ yoga. Anh nghe cái giọng là gốc miền Tây hả? Tụi em thì quê ở Cà Mau. Là hai người đã biết nhau từ ở Cà Mau? Tụi em biết nhau từ lúc năm lớp 12. Năm đó là 2005 thì tụi em học chung trong một lớp. Anh này thì em cũng chẳng có ấn tượng gì anh này, tại vì lúc đó nhìn nó già, tóc thì nó dài lộn thộm, nhìn nó dơ dơ mà nó già. Ngay là đầu gặp cô ấy thì em cũng để ý rồi. Lúc nhưng đó mà cái điều thì, gì làm cho em phải để ý cổ dữ vậy? Lúc đó thì cô ấy nhìn dáng rất là nhỏ nhỏ, xinh xinh. Quần áo thì cũng sạch sẽ, đúng như cái mẫu bạn gái của mình rồi. Lúc đó em có biết là vợ em là hoàn toàn không có cảm tình gì với mình? Dạ không. Trong bao lâu thì em mới chiếm được cái tình cảm của cô này? Lúc đầu thì em với vợ em ôn tập, sau đó thì lấy cớ để hỏi bài, rồi cứ tới giờ học đó là em được cơ hội lại gần cô ấy. Anh này ảnh nghĩ là em có tình cảm với ảnh, mà ảnh tỏ tình với em. Tỏ tình luôn. Là sau khoảng 3 tháng. Không có nhận lời không? Dạ không. Bao lâu nữa thì em lại tỏ tình thêm lần nữa? Cái kế hoạch của em đó là phải có bạn gái trước khi thi đại học. Lúc đó cũng gần cái thi đại học rồi thì em mới quyết định tỏ tình lần thứ hai để còn biết, mà nếu mà được thì mình tiến tới, còn nếu mà không á thì ngưng luôn. Rồi cái lần thứ gì sao? Ảnh đưa em về tới nhà, ngồi ghế đá trước nhà em á, ảnh nắm tay em, cái ảnh nói là cho Tân được cơ hội chăm sóc Thư nha. Lúc đó em cũng im lặng, ảnh nói là không có cần trả lời ngay bây giờ, nên đợi qua Tết hay trả lời. Em nắm tay thôi, không có cướp răng nè. Tụi em quen nhau khoảng 5 năm mới hôn nhau, chỉ có nắm tay một lần đó thôi. Tức là lần đó là nắm tay xong rồi 5 năm sau bắt đầu mới hôn nhau. Dạ đúng rồi. Em quyết định quen là chỉ quen trên giấy tờ thôi, chứ không có hẹn hò đi chơi hàng ngày, hàng đêm hay là cuối tuần gì đó. Tại vì trước đó là có một lần là ảnh rủ em đi uống cà phê, xong cái khi mà tới cái quán á, nhìn nó tối thui rồi, giống như trong rừng vậy á. Em nhìn ở ngoài trước cây cối nó tùm, nó có cái đường đi vô nó nhỏ xíu mà nó không có đèn gì hết trơn á. Cái dừng xe lại đó, em đâu dám vô đâu. Nhưng mà từ đó em nói là quen nhau nhưng mà không có đi chơi nữa. Sau đó cũng không may là tụi em thi trượt vào cái trường đại học y, nên hai tụi em cũng kế hoạch là luyện thi lại, năm sau thi vào đại học y tiếp. Đùng một cái anh này bỏ ra Nha Trang học. Trời ơi. Nên tụi em chia tay khoảng 1.5 năm. Chị hiểu rồi, có nghĩa là hai người thỏa thuận là em yêu anh, anh yêu em, nhưng mà lại chơi trường đúng không? Chơi trường đến 5 năm sau bắt đầu mới là có cái hôn đầu tiên. Cái đó gọi là yêu chay. Nhưng mà trong 5 năm đó là có 1.5 năm là xa nhau đó hả? Phải không? Dựng nhau 1.5 năm.
Dạ lúc đó là vì lý do là anh ấy đi Nha Trang học đúng không? Dạ đúng rồi. Thì có nghĩa là cái tình yêu là nó thung lại là còn có 3 năm rưỡi là chay trường thôi. Dạ. Đúng không? Dạ. Rồi á là sau cái hôn nhau đó là lấy nhau, làm đám cưới luôn. Sau cái hôn đó là cầu hôn, 3 năm sau cái lời cầu hôn đó tụi em mới cưới nhau. Có nghĩa là 8 năm. Dạ 8 năm. Vậy thì sau khi kết hôn thì em phát hiện chồng em á có điểm gì thay đổi? Hồi trước á là ảnh tặng quà liên miên luôn á, nhà em giống như cái tiệm bán đồ lưu niệm luôn vậy á. Bây giờ cưới rồi á thôi thì đưa tiền cho em xong đi mua. Mà em thích vậy hả? Không, em không thích vậy. Em không thích cái kiểu mà trước đây khác mà cưới xong á thì khác. Phải có chút gì đó nó lãng mạn với lại hay quên á. Em có buồn không? Sao em thấy em nó buồn không? Thì hay quên á thì làm em buồn á. Xưa á ảnh không có khi nào hay quên với em đâu, nói cái gì là nhớ là đúng giờ lắm. Còn bây giờ cứ giống như người ta gọi là chuyện chú bác á thì hay lắm, còn chuyện ở nhà với vợ thì không khi nào nhớ hết trơn á. Làm chuyện thầy lai đó phải không? Đúng rồi, em gọi là khung nhà giải chợ á. Còn em sao, em có buồn vợ gì không? Cưới xong á thì em mới phát hiện là vợ em rất là nhạy cảm, hay nhõng nhẽo mà dễ khóc nữa. Anh nghĩ chồng em chắc là người đàn ông rất là nguyên tắc đúng không? Đúng rồi, làm gì cũng nguyên tắc, không có kế hoạch hết trơn á. Bởi vậy em nhiều khi em bực bội nữa chứ. Ngày nào cũng kêu em ghi ra phải làm bao nhiêu việc gì đó, ghi ra trên giấy á. Ghi 1, 2, 3, 4 gì từ mấy giờ tới mấy giờ đó phải ghi ra. Thí dụ như điều thứ nhất là phải đi qua nhà cậu gì gì đó. Điều thứ hai là đi siêu thị, thứ ba là đi công viên hay gì gì đó. Nhưng mà em thấy ghi nó bực bội sao, tại vì ghi đâu khi nào làm đúng đâu mà ghi. Hồi từ lúc lấy nhau tới giờ là ghi được mấy chục cuốn sổ. Ghi mỗi ngày. Ghi mỗi ngày, ghi đi rồi xách tờ giấy, đi đâu cũng mang tờ giấy đó theo á, rồi lấy ra làm xong thì gạt bỏ, làm xong gạt bỏ. Làm xong gạt bỏ. Nguyên tắc gì kỳ lạ lùng hết trời. Hay là tại do chồng em hay quên á cho nên ghi cho chắc ăn, phải không em? Em thì em thích làm việc theo kế hoạch. Những ngày mai á mình làm cần làm những gì rồi. Đó là tối đó là em lên kế hoạch. Nếu như trong trường hợp em không có ghi những cái tờ, những cái gạch đầu hàng đó thì vợ em á có làm việc đúng như là những cái điều mà em mong muốn không? Dạ cũng có, nhưng mà nhiều khi nó mất thời gian hơn vậy. Có sẵn cái đó thì mình xong là mình tích vô đó thì nó đỡ mất thời gian mình nhớ, mình suy nghĩ nữa. Còn cái tật xấu gì nữa không? Vợ cũng hay khóc. Trước tụi em quen nhau á thì không thấy vợ khóc, mà sau khi quen rồi thấy hay khóc. Có nghĩa là lúc người phụ nữ người ta khóc không phải tự nhiên khùng đi người ta khóc cho nó có, đúng không em? Dạ đúng rồi. Tại vì ảnh có cái suy nghĩ là vợ chồng rồi không phải đưa đón hay là đeo đuổi hay gì nữa, không cần phải gìn giữ, nó cũng là của ta phải. Dạ đúng rồi. Ngày xưa là cứ cuối tuần á là chở em đi cà phê, chở em đi ăn kem, xem phim. Bây giờ thì có khi hả cả mấy tháng luôn cũng chưa thấy. Đó vậy em ra là vợ khóc là đúng rồi. Em biết nguyên nhân tại sao vợ em khóc rồi gì đúng không? Nó đâu phải là tính xấu đâu. Đó rồi giờ em thấy cổ xấu cái gì nữa? Giờ em rất là thích nặng mụn cho em. Sao toàn tật tốt không mà sao tật xấu là sao vậy trời? Mụn đau lắm. Mà nhiều khi mình nặng xong mình sướng lắm chị. Nhiều khi em đè vợ em nặng lại mà vợ em đâu cho em nặng mụn đâu. Có nghĩa là vợ thích nặng mụn cho chồng để thỏa mãn cái cơn ghiền nặng mụn. Dạ của đúng mình. Rồi. Đó. Thường ông xã em có thích đi nhậu hay là đi cà phê, đi tụ tập bạn bè không? Có anh, đi á là phải gọi về cho em. Nhưng mà em có cảm giác là chồng em nhất hay là mê khác? Khác hơn em? Mê game hơn mê em, có. Thấy chưa? Ngày xưa anh nói là sau này cưới về thì hai vợ chồng cùng nấu ăn. Nhưng mà về xong cái mở máy lên ngồi chơi game mà em lăn biết mình làm từ đầu tới cuối luôn vậy. Mà nhiều khi mình đi làm về chơi game ầm ầm á, bực bội. Thế gì bây giờ á, em có mong muốn chồng em thay đổi điều gì không? Em muốn chồng em phải giúp vợ trong cái việc mà nấu ăn hoặc là việc nhà đó, bớt chơi game lại đi, bớt quên những cái gì mà hứa với em. Tức là hứa cái gì thì phải làm. Dạ. Đúng không? Dạ. Còn em muốn vợ em. Em thì em mong muốn nhất là vợ em bớt nhõng nhẽo đi. Vậy thôi hả? Theo em á, em có thực hiện được cái điều mà vợ em mong muốn không? Dạ em hứa là em sẽ thực hiện được. Còn em? Dạ em hứa là em sẽ bớt nhõng nhẽo đi và bớt khóc đi. Ồ vậy đó hả? Dạ. Cái điều mà em bớt khóc là phải là do tương tác của chồng em đúng dạ, không? Dạ. Đó còn cái chuyện bớt nhõng nhẽo thì đúng rồi. Chưa có con đâu. Dạ chưa. Đó, mai mốt có con tự động vợ em sẽ hết nhõng nhẽo. Có con thì có con thì nó sẽ nhõng nhẽo, em sẽ hết nhõng nhẽo. Rồi xin cảm ơn em. Ủa con năm nay bước qua đầu U3 rồi. Là ba mấy? 30 con. 30. Công việc hiện tại sao em? Em có kinh doanh tự do. Tại cái mảng nào mỗi mảng mình ôm ít. Là mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Quê con ở Bình Định. Rồi. Cứ mẫu giáo con này cấp 1 vậy đó, cấp 2 vô đây, cấp 3 vậy đó, đại học lại vô đây. Rồi hiện tại là con đang ở đây. Dạ. Ở quận mấy? Dạ hai vợ chồng con thì đang ở quận 12. Ok. Mời em. Con tên là Nguyễn Thị Thanh Hà. Con đang làm trong mảng dịch vụ khách hàng. Dạ năm nay con 29 tuổi. Dạ. Con nhỏ hơn chồng con 1 tuổi. Dạ.
nhất gái hơn hai nhì trai lớn một. Công việc của Hà là có hỗ trợ được cái gì cho chồng không, hay là mỗi người một mảng riêng? À, dạ trước đây thì tụi em làm chung, nhưng mà hiện tại bây giờ là tụi em nghĩ là tụi em nên tách riêng ra, bởi vì vợ chồng làm chung là gây lộn suốt. Rồi họ gặp nhau làm sao ta? Thì đó, em đang cũng đang thắc mắc nè. À, có thời điểm mà quê của Hà thì ở đâu? Dạ em ở đây, con ở đây luôn ạ. À. Con ở đây. Dạ. Như vậy là chắc chắn là phải gặp nhau ở đây tại thành phố Hồ Chí Minh, dạ, đúng không? Rồi, tụi con học chung cấp 3. Cấp 3 là nửa năm cấp 3 là con học ở đây. Con là ngày đó là con lớp con là tuyển D, còn lớp bạn cũng là tuyển D. Đâm ra hai lớp nó sẽ gọi là có một cái điểm chung rồi đó. Là ít nam. Tụi con tham gia chung cái đội văn nghệ. Đó. Xong rồi không biết là vì cái tình huống gì mà con lại chơi chung một cái nhóm bạn nữ, bốn đứa thì ba bạn kia toàn là hot girl hết. Hoa khôi của trường hết, xong lọt một con dịch vô trong cái một cái bài thi Nga. Thì tụi con tham gia văn nghệ thì lúc đầu là tụi con tham gia đội hát, thì anh này á ảnh hát cũng khá là hay nên ảnh được phụ trách cái đội đó. Thì khi ảnh được phụ trách phân công lời cho các bạn mới á, thì ảnh chỉ phân công lời cho ba bạn kia thôi. Ảnh không có đếm xỉa gì tới con hết. Là thứ nhất là mình đã cảm thấy rất là ghét rồi. Tại sao mà phân biệt đối xử một cách và gọi là lộ liễu như vậy. Đó thì mình cũng đã không thích anh này rồi, thì sau này tự nhiên anh này anh lại cua được một trong ba con thiên nga kia. Đó thì mình lại càng thắc mắc nữa, mình bảo tại sao một cái ông mà vừa lùn vừa mập như thế này mà lại quen được một cô quá là xinh đẹp. Thì có nghĩa là bây giờ cô muốn dừng ở chỗ này là ấn tượng đầu tiên của con về chồng của con là không ưa, không đúng ưa. Không dạ. Lùn đó, vừa xấu mà vừa vô duyên, vừa vô duyên vừa xấu vừa lùn, chỉ được cái không hát hay ưa. Không, con cũng không công nhận là hát hay luôn. Tại vì mình đã ghét được không? Công nhận được mình không? Đã ghét rồi là cái gì cũng không thấy vừa ý hết. Rồi, rồi bây giờ rồi tới chồng nè. Cái ấn tượng đầu tiên của con khi con gặp vợ con. Thực sự là cái ấn tượng đầu tiên đó là ưa hay không ưa? Không, con bình thường, con thực sự là thật lòng là con bình thường. Tại vì ngay lúc đó cũng chưa ghi gì với ai hết á. Tại vì đơn giản lần đầu tiên được phân một trách nhiệm gọi là cho đàn em, thì mình kiểu mình cũng làm hết. Con thấy là bạn này cao. Ủa dáng cao thì hợp đội múa, hồi đó còn ốm, hai chồng còn ốm. Hợp đội múa sao tự qua đội hát làm gì trời. Cô vẫn phải hiểu là giữa ba con thiên ngài không bao giờ nó sẽ thấy con vịt nữa. Nên đó, là không bao giờ để ý tới con. Thì bởi vì bây giờ đó cô mới nói là bây giờ ấn tượng của con đối với vợ con là bình thường. Không ghét, không thương, không gì cả, đúng không? Không, thấy hơi chảnh luôn. À hơi chảnh. Mình có cái ác cảm giống như ai gọi là ai liếc mình là mình mất giác mình quay lại. Cái ác cảm này nó cũng vậy đó cô. Cũng hơi gần gợn á, hơi gần gợn đó. Kiểu sao mà yêu nhau được hay thiệt chứ. Thường thường nó hay vậy chứ. Trong phim cũng vậy mà. Đó vậy Hà nói trước đi, sau khi mà cua được con thiên nga rồi đó. Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Thì tụi con cũng không quan tâm anh này cho tới khi năm lớp 11 á. Thì nhà ảnh có biến cố nên ảnh phải về Quy Nhơn. Thì bạn gái của ảnh thì lại đi du học. Đó thì tụi con vẫn học lên tới tận năm 12 thì anh này ảnh học đại học, ảnh trở lại thành phố Hồ Chí Minh ảnh học. Thì lúc đó ảnh lại nhắn tin với con, ảnh bảo là ảnh không liên lạc được với lại cô bạn kia, thì nhờ là con có thể liên lạc được với lại bạn kia hay không, vì bạn đó bây giờ đang du học ở Úc. Thì con cũng có liên lạc với bạn, nhưng mà bạn bảo là bạn cũng đã có một cuộc sống khác rồi. Nên là con thấy anh này cũng tội nghiệp, ảnh cũng than vãn là sau cái thời gian xa mặt cách lòng đó thì là chia tay, nên là cũng tâm sự với nhau. Thì tâm sự một hồi xong tự nhiên ổng đeo theo con luôn. Ổng đeo theo con luôn mà ổng đeo một cách rất là dai dẳng, rất là gọi là bất chấp thủ đoạn luôn á cô. Mặc dù là con đã nói là con không có thích ảnh, con không thích, nhưng mà cứ mỗi lần ổng chạy xe tới nhà con mua đồ ăn cho con á, con bảo là thôi em không có thích ăn đâu, anh đi về đi. Tại vì không phải cái gu người của con mà mình cũng đã có ác cảm từ trước rồi. Con để cái xe trước cửa nhà con, ổng chạy ra giữa đường luôn cô Vân, bảo con mà không ăn đồ ăn của ổng mua là ổng tông vào xe tải ổng chết luôn. Trời đất ơi, con khổ nhục kế tới cái mức đó luôn hả con? Điều gì làm cho con chuyển mục tiêu mà chuyển gu luôn vậy? Con cũng không biết con, tại vì giống kiểu tự thấy được hợp lý mà thực sự là nó giống như là kiểu định mệnh, con không có ý kiến gì hết. Nghĩa là con cũng không hiểu tại sao lúc đó mình lầy vậy luôn á cô. Nghĩa là thấy là muốn làm để thể hiện. Đúng rồi. Không làm ghê lắm cô Vân. Ổng con có một cô bạn gái ngồi cạnh bàn á, mà mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó, tại vì con không có cho chở đi học, mỗi ngày anh chạy qua nhà cô bạn gái đó chở bạn đó đi học, chỉ để bạn đó xách hai phần đồ ăn sáng vào chia cho con một phần. Xong thậm chí là con có cảm nắng một bạn nam ở trong lớp, anh mua cái đồ ăn cho bạn nam đó luôn. Người anh ta bảo là anh gửi cho cái người mà Hà thích,
đó là ảnh tấn công tới cái mức như vậy luôn á cô Vân. Ủa nhưng mà con bắt đầu chuyển gu từ lúc nào? Từ sau khi Thiên Nga nó có cái cuộc sống riêng của nó mình đúng đúng không? Con mới ngộ ra rằng là Thiên Nga nó đủ lông đủ cánh nó sẽ bay, còn Dịch là có đủ lông đủ cánh cũng không bao giờ bay được. Bơi lồng vòng này đúng không? Có phải con ngộ ra điều đó không? Đúng rồi cô, như là một phần nữa mà cái bản tính con là xưa giờ nó lười, và con rất rất lười thay đổi, nghĩa là mỗi lần thay đổi lần cực, mỗi lần thà cua dính và thà mình nhắm từ lượng nhan sắc mình. Mặc dù có hơn với cô là con có một cái tật nữa là con hay tự tin với mọi người, tức là hay chọc vui nữa, tức là bắt mật khẩu, bắt wifi con là đều là tú đẹp trai thôi. Hỏi bắt wifi là gì cho em mượn xài anh tú, tú đẹp trai. Đó, nhưng mà con biết tự biết là nhan sắc mình tới đâu, và con nói thôi ráng ráng cua đại đi rồi có gì gần nhà nữa cô. Hết sự lựa chọn rồi cô Phong. Hết rồi. Ba con Thiên Nga kia nó bay hết trơn, giờ còn có con Dịch ở lại thôi. Hết sự lựa chọn rồi. Tấm con Dịch liền. Chứ gì nữa đúng không? Em không nhận đúng không? Mặt thiên nhiên sinh tồn là nó đều là như vậy mà đúng không? Đó rồi xong rồi cuối cùng là con, bây giờ cô hỏi thiệt là vốn liếng con bỏ ra bao nhiêu tiền để mà con cua được nhỏ này? Không, cũng nhiều chứ bây giờ nhớ nhiều à đâu. Thấy là mua đồ ăn là mua một hơi hai ba phần mua cho cô bạn kia, mua luôn cái người bạn mà cô bé là cảm nắng luôn. Một phần á thực sự là lúc đó là con đi làm thêm rồi, mà cái lúc đó con kiểu cũng thực sự là cũng hơi bất chấp á, đâm ra mấy thằng bạn con, như mấy thằng bạn con có một thằng bạn thân cũng ở miền Trung luôn, nó chơi thân tới con tới bây giờ cứ lâu lâu nhắc lại tao vẫn nhớ thời đó, không biết sao mày cứu Quân Hà tú, tao cũng biết nữa. Hao thiệt chứ. Hao cái iPhone luôn cô Vân. Thì cũng do là lỗi của hắn. Đúng không? Mới đầu á, coi như cái gần bên cái của mình thì không chịu không nhận ra. Để rồi ở đâu xa xôi dịu dợi á, nói chung quay lại thì phải có bài học chứ. Phải trả giá chứ đúng không? Dạ. Con lời bài hát không cho người ta hát làm chi. Không chia cho nhỏ một câu bài hát nào. Giả mang ngon thiệt, giả mang thiệt chứ. Chỉ cho hát chung thôi, có nghĩa là hát đồng ca thôi, mấy cái khúc đồng không ca. Cho hát solo là không cho. Không cho solo. Rồi có nghĩa là bao nhiêu lâu thì con bị hạ gục? Em trao cái nụ hôn đầu tiên của con lần này là khi nào? Tụi cái hôm mà anh có cái thì tụi con cũng vẫn coi nhau là bạn thôi, thì anh rủ con đi chơi. Thì hôm đó con đi chơi thì con bị té xe thì con gãy tay. Thì đó là coi như là phải nghỉ học đó cô Vân. Thì coi như ngày nào là ảnh cũng chạy qua nhà con, ảnh mua đồ ăn. Ảnh đầu tư nguyên một cái iPhone luôn. Hồi đó con nhớ là cái năm đó là cái iPhone là cái điện thoại đầu tiên mà có cảm ứng á. Ảnh đầu tư qua để cho con chơi, để cua gái luôn mà cô Vân. Trời là biết có điều kiện nào dữ luôn. Gì ta không phải tại cái đó là nó đó là quà tốt nghiệp của nhà em. Là mình cũng cảm thấy là mình cũng bị hơi xỉn xỉn. Ở lúc đó lại ở một mình chứ không ở gia đình hả? Em ở với lại mẹ, nhưng mà thì tại bạn bè em cũng hay tới chơi lắm. Em thì cũng hay chơi với bạn các bạn nam nhiều. Thế nên là cũng tới xong rồi mang đồ ăn rồi cho chơi. Thì cứ ngày này qua ngày khác, cái một hôm mình đang ngồi mình chơi điện thoại vậy đó, cái ổng hôn một cái là coi như mất nụ hôn đầu tiên luôn. Mà không có cho, không có gì hết, chưa đồng ý gì hết luôn. Con thế bị cướp răng luôn đó. Dạ. Xong rồi thì tụi con cứ ở vậy với kiểu cứ quen biết qua lại với nhau, chứ không có bao giờ nói tỏ tình là em đồng ý hay cái gì. Tại vì lúc đầu thì con cũng không đồng ý đâu, nhưng mà ảnh tấn công ghê quá, xong rồi cái người mà con cảm nắng ảnh tấn công người ta luôn. Thế đâm ra là giờ con cũng hết sự lựa chọn rồi. Hết sự lựa chọn rồi, cứ ai tới là ổng cứ phải đánh đòn phủ đầu trước. Bị thợ săn mà. Bây giờ cầm súng cứ ai là bắn quỷ diệt lên. Quỷ diệt thì còn lại một ông thợ săn với một con Dịch thôi. Thì con Dịch đó phải là của ông thợ săn. Thế là cứ thế bao nhiêu năm á cô Vân? Tại vì 7 năm đúng không? Dạ đúng rồi, mà anh chiều con cực kỳ. Có nghĩa là con đi, mẹ con còn kể là hồi đó là con đi ra đường á, cứ cái quai giày là con chỉ xỏ cái chân vào thôi, còn ảnh sẽ là người cúi xuống mang cho con cái quai giày. Ví dụ ảnh đi làm mà ảnh có 10 đồng, con muốn mua một món gì đó hết 10 đồng thì ảnh sẵn sàng ảnh mua cho con hết. Ảnh không quan tâm từ giờ tới cuối tháng ảnh ăn cái gì. Ảnh chỉ cần con thích là ảnh sẽ mua cho con, thích là ảnh sẽ làm. Con bảo ảnh là giảm cân. Là mỗi buổi sáng anh sẽ chạy từ nhà ảnh khoảng hơn 2 cây số sang nhà con. Đó, rồi để một cái tờ giấy trước cửa nhà con là đã tập thể dục xong rồi ảnh chạy về. Nhưng mà sau này khi cưới xong thì con mới phát hiện là ảnh chạy xe ra gần nhà con gửi vào một cái bãi. Gửi một cái bãi gần đó xong rồi ảnh. Anh này cũng chiêu trò lắm nha. Không phải, tại vì cơ bản mấy ngày đầu được. Tại vì ngày xưa cơ bản cũng như theo em chạy được. Nhưng mà anh hiểu cảm giác mà đi làm về mệt rồi. Sáng 4 giờ mấy 5 giờ chạy mà muốn giảm cân là phải được anh giảm được thiệt. Được anh giảm được thiệt. Là được từ 85 xuống còn 70 á. Là kiểu như cũng chạy cũng ấy nó rút người á. Nhưng mà xong giống như lười. Thiệt là lười thiệt, em lười thiệt. Mấy ngày mưa lất phất trời rạnh, trời Sài Gòn mà nó không lạnh thôi, nó lạnh là rung người luôn á cô. Đâu có cũng bị lừa cô Vân ạ. Nhưng mà coi như là sau một thời gian ảnh dùng khổ nhục kế như vậy á, thì bao lâu thì thực sự trái tim con bắt đầu yêu ảnh, yêu thực sự á?
con cái là bà cũng không biết luôn. Dạ con cũng không biết nữa, tại tụi con cứ ở với tụi con cứ quen nhau sống trong cái cảm xúc. Dạ, đó là dạ cứ trời. Vậy xong rồi tới một ngày cưới. Dạ tới một ngày đám cưới nó ly kỳ lắm đó cô Vân. Sao thầy bói coi con cưới người ta con là bác sĩ kêu cưới đúng không? Con là hai vợ chồng con là thầy bói kêu cưới. Con vẫn không, trong đầu con vẫn không nghĩ là con sẽ cưới anh này đâu. Con nghĩ là thôi cứ quen nó đi, sau này khi nào mà có một người tốt hơn thì con sẽ cưới. Thế nhưng mà một ngày là cái Tết năm đó là con đi coi bói sau Tết với lại chị của con. Thì khi tụi con đi vào coi bói thì ông thầy bói nó bảo là à cái tuổi của con là nếu như năm nay không cưới lễ thì sẽ ế hoài luôn mà không làm ăn được. Mà lúc đó là tháng 3 rồi cô Vân, tháng 3 rồi. Mà hết năm thì đâu còn có bao nhiêu thời gian nữa đâu. Bây giờ đâu còn sự lựa chọn nữa cô Vân, cũng còn có duy nhất sự lựa chọn này là kêu cưới là sẽ cưới liền. Còn đúng ông thợ săn thôi. Lúc đầu đúng đầu con coi ba người. Ai cũng khoáng không? Con đi chốt á, nhớ là ông thầy bói cuối cùng là con lại con đi chung, ông khoáng không? Ông cũng hơi xéo sắc thế. Mày không cưới nó mày ở cả đời. Ông khoáng một câu xanh rồi. Còn em có nghĩ ông thầy bói đó là người nhà nó cài vô luôn không? ba người bạn đi coi đều là ba người bạn thì đó cài vô hết trận cái chuyện mà chạy bộ dắt xe kiểu đó còn dám làm không, nghĩa là giống kiểu mà em cảm thấy anh Tuyên mưu mô cỡ nào nhưng mà tới một lúc sự duyên á nó tới là nó tới. Mà tôi con làm nhanh chóng lắm, ông thầy bói vừa tháng 3 vừa mấy câu cưới cái là con về con nói anh này là cưới lẹ đi luôn đó. Không là không làm ăn được đâu, sợ ơi cả đời đúng không? Là tháng sau con cầm nguyên một cái sổ nhà con á cô Vân, con đi cầm ngân hàng để con xây nhà. Tại con ở với mẹ con ở trong một cái nhà cấp 4 thì không có đủ phòng. Là con cầm nguyên một cái sổ ngân hàng. Tháng 4 con cầm sổ ngân hàng con đi vay mấy trăm triệu con xây nhà. Xây nhà xong tới kịch vừa đến tháng 10 á là đi chụp ảnh cưới, đi thuê đồ thuê các thứ tháng 12 cưới luôn. Làm rất rẻ vậy trong vòng đúng 1 năm. Xây nhà, dạ xây nhà xong rồi chuẩn bị đám cưới trong vòng đúng 1 năm để mà sợ là qua năm sau ế cả đời á cô Vân. Nên là phải cố gắng làm trong năm. Rồi cưới nhau được mấy năm rồi ta nãy nói mấy dạ, năm cưới năm 2017. Cưới năm năm rồi. 5 năm. Rồi dạ. Công việc vẫn thuận lợi mọi thứ ha, nó có tức là trắc trở gì không? Sau đám cưới thì là mọi thứ nó suôn sẻ hết. Nhà không, nó không giống như thầy bói nói. Thầy bói bảo là hai đứa này cưới nhau sẽ làm ăn rất là được. Con bé này nó có cái đầu. Thằng này nó không có cái đầu nhưng nó có cái tay. Thì hai đứa này gộp vô là sẽ được một con người hoàn chỉnh nên là làm ăn được. Nhau, đúng không? Nhưng mà nó không có ổng nói sai. Tụi con cưới nhau về á thì nói chung là cái nhà thì là của mẹ con cho. Thì đứng tên ngân hàng cũng là con đứng. Thì làm thì tụi con có trả ngân hàng nhưng mà hầu như là tụi con ít được cái sự phụ trợ từ bên nhà chồng á. Thì sinh ra cho chồng có một cái tâm lý là bị thua kém. Chồng con cứ muốn là phải kiếm tiền thật nhanh để cho bù đắp lại cho vợ. Để thấy vợ cũng vất vả thì ảnh mới bắt đầu đi làm ăn. Và cuối cùng là những cái chuyện mà ảnh làm ăn á, thời gian đầu thì nó ổn. Nhưng thời gian sau là nó bị vỡ lỡ hết. Thì ảnh thì lại rất là sợ con biết, cực kỳ sợ luôn. Ảnh giấu hết hoàn toàn. Ảnh cứ đi vay đầu nọ, ảnh đắp vô đầu kia, cứ đắp dần dần như vậy á, tới một ngày nó thành một cái số tiền rất khổng lồ. Mà con thì không biết, mình vẫn cứ thấy là ô mình đang làm ăn được lắm, tại vì con một cái đứa rất là tự tin vào bản thân. Làm ăn con làm ăn cái gì con cũng thấy suôn sẻ trôi chảy hết. Nên là con quyết định là sinh em bé luôn nè. Rồi sinh xong một bé xong thấy dễ thương quá, quyết định là sinh bé thứ hai liền năm sau luôn. Thì vừa mới phát hiện là sinh bé thứ hai xong là biết anh này đổ nợ, bởi vì anh không thể chi trả được cái số tiền anh ráng gồng khoảng thời gian dài luôn á. Dạ đúng rồi, anh ráng gồng khoảng đâu 3-4 năm và nó cứ nhân tiền lên, mà cuối cùng là số nợ đâu khoảng 800 triệu là đổ lên đầu con. Cái ngày mà con vừa mới phát hiện là có tin vui em bé thứ hai xong là con bị choáng váng luôn. Xong nhưng mà tại vì cái thời điểm đó thì tụi con kinh doanh cũng khá là ok. Tụi con mở được mấy quán ăn lận. Thì mình vẫn cứ nghĩ là thôi thì bây giờ mình tiết kiệm lại một chút xíu để mình trả cái số nợ đó. Thì con lại cầm sổ nhà con lại đi vay thêm để con trả trước cái số đó và con trả dần dần. Nhưng mà bắt đầu dịch ập tới, tất cả các cái quán mà tụi con làm là bị dẹp hết hoàn toàn luôn. Và tự nhiên là cô Vân biết là một đứa thì mới có 1 tuổi, một đứa thì ẵm trên tay, mà sáng nào người ta cũng tới đòi nợ hết. Tới đòi nợ chửi bới om sòm, xong tới ngân hàng gọi điện đòi. Rồi tới ảnh cứ vay đầu nào ảnh đắp đầu kia, mà tất cả thể loại cho vay nặng lãi là con gặp qua hết luôn. Sáng gọi điện là bên những cái bên đòi nợ gọi điện thoại là đòi tiền vậy đó, rồi con thì khóc, rồi người ta tới nhà đòi tiền, rồi hăm dọa các kiểu. Con phải chịu đựng trong vòng mà một thời gian là coi như khoảng khoảng một năm rưỡi tới hai năm á. Thậm chí là lúc mà bầu rất là to nha cô Vân, tháng 12 rồi mà vẫn phải cố đi làm xong, đi ra quán bán. Một mình bán thì anh này anh phải đi kiếm công việc ở chỗ khác. Thì con một mình con phải gồng. Con làm một lúc á hả, 3-40 con gà, tại hồi đó tụi con bán gà. Rồi ôm cái bụng bầu mà
gần sinh rồi, gần còn một tháng nữa sanh rồi mà ôm cái bụng bầu để mà làm rồi giao hàng cho shipper đi lên đi xuống cầu thang mấy bận vậy đó, một ngày đi cả trăm lần đi lên đi xuống cầu thang tại làm ở trên đó cô Vân, xong rồi giao hàng cho shipper ở dưới là rất là mệt luôn, nhưng mà vẫn ráng gồng được cho tới khi là dịch bùng nổ là con không thể gồng được nữa. Rồi bằng cách nào để mà có thể trang trải được cái món nợ sao đó? Có thể vượt qua được? Lúc đó tụi con căng thẳng lắm, tại vì giống như là mình cảm thấy là một cái khoản nợ từ trên trời rơi xuống đầu mình và mình cực kỳ ghét chồng mình. Mình bảo là tại ảnh mà mình mới như vậy, tại vì con thì trước giờ vẫn tự tin mình là một người mà bước ra đường với hai bàn tay trắng vẫn có thể làm nên gia sản, nên là khi mà gặp ảnh là ảnh làm như vậy á, mình cảm thấy rất là bực bội. Nên là ảnh thì lại bị một cái áp lực là gia đình vì mình mà phải giằng xén rồi con nhỏ rồi nhiều cái con cái nó cũng phải hy sinh nữa, thì ảnh cũng cứ bị áp lực về cái tâm lý á. Nên cô Vân biết sao, ảnh cứ đi về nhà, ảnh đi ra ngoài đường thôi, ảnh đi về nhà là cãi lộn, đi về nhà là chửi lộn, đập chén bát không còn một cái nào. Tụi con sắm một cái phòng ngủ toàn nội thất mới, nhưng mà cái bàn thì bị xước đâu 3-4 cái, tại vì tức là ảnh đá gãy chân. Cái tủ cũng bị xước hết một cánh cửa. Rồi nói chung là trong nhà không còn cái đồ đạc gì nguyên vẹn, nhất là đồ chơi mấy đứa nhỏ là cái nào nó cũng móc méo hết, tại vì cãi lộn với cô Vân là đập đồ đập đạc, điện thoại là đi coi như 5-6 cái rồi đó. Trời tức đó, là đập đang không có tiền mà còn đập điện thoại nữa. Tại vì lúc đó là cái đầu óc nó căng thẳng lắm. Lúc đó em nghĩ cái gì, trong khi đó là vợ của mình đã mọi chuyện gồng gánh như vậy mà sao em còn gây áp lực nặng hơn nữa? Hay là muốn giải quyết một vấn đề gì đó cho nó xóa ra hả? Không, thực sự là cái lúc mà mình làm với anh Tuy, mọi thứ nó đang trên rất là gọi là trên cái đà, mình thực sự mình không nghĩ là gì nó vào, mình cứ nghĩ là ok, ráng mọi thứ mình sẽ cố gắng mỗi ngày mình vẫn cố gắng chạy đi làm, nghĩa là kiếm đầu này đắp đầu kia, kiếm này đắp đầu kia. Nhưng mà giống như tối về mình cảm thấy một phần là giờ em là cứ nói, thực sự là bà có một cái thật là bà nói rất là nhiều. Em mới kêu tất cả lỗi của anh biết anh sai rồi nên thôi đừng có nói nữa. Nhưng trong cái chỗ nó rồi nó bình yên, nó nhẹ đầu đi. Em cứ nhẹ đầu em cũng dễ chịu hơn anh vậy. Nhưng mà kiểu như thực sự lúc đó hai đứa đều rất là hiếu thắng luôn. Thực sự nó cũng là lỗi của con, tại vì giống như là mình thấy là mình bị rơi vào cái hoàn cảnh như vậy, xong rồi nhiều khi nhìn con cái cũng tội á, nên là ảnh về là con hay nói. Con phải muốn là tôi đã giải quyết cho anh cái vấn đề này rồi thì anh phải nghe lời tôi đó. Thì cứ gằn qua gằn lại như vậy, xong rồi bắt đầu anh cũng áp lực quá nhiều thứ, tới một cái thời điểm mà nó không thể chịu đựng được nữa. Cô Vân không thể chịu đựng được nữa, mình rất là ngán cái cảnh là sáng mà dậy mà cứ người nọ người kia tới nhà đòi nợ hoài, không thể chịu đựng được nữa. Thì tất cả mọi người xung quanh con đều khuyên là thôi con bỏ mặc đi, nói chung là con có nhà, con bây giờ con có thể tự lo, có công việc con thể tự lo được. Nhưng mà con biết vốn dĩ chồng con không phải là người gọi là tệ bạc với con, chẳng qua là ảnh có một cái là ảnh rất là muốn cho con sung sướng, nên là nó rơi vào cái hoàn cảnh là làm ăn cái đó là cái chuyện không ai muốn, nên con mới nói chồng con là thôi bán nhà. Cái nhà mới xây luôn cô Vân, nhà mới xây vẫn còn đang nợ ngân hàng. Con bảo là quyết định con sẽ bán nhà, và con bán nhà trong vòng một nốt nhạc luôn, con đăng lên con bán luôn á. Em bán luôn, mẹ đồng ý luôn. Dạ, mẹ em thì thật ra là tại vì nhà trước giờ có hai mẹ con à, mẹ em thì cũng biết ông xã em á cũng là người tốt, mà bà mẹ cũng muốn là ổn định, thì tụi con bán nhà để trả xong xuôi cái số nợ đó, và tụi con lấy cái số tiền còn lại á, tụi con mua một cái nơi khác nó ít tiền hơn nha. Nhưng mà thật sự đến thời điểm bây giờ thì con nghĩ cái quyết định bán nhà là quyết định mà sáng suốt nhất của con, bởi vì cuộc sống của con bây giờ nó so với ngày trước nó là thiên đường luôn á cô Vân, nó cực kỳ thiên có đường nghĩa luôn. Là lúc đó thì vì mọi thứ đã giải tỏa được hết rồi, nợ nần giải tỏa thì cái đầu cũng giải tỏa, thì cũng sẽ bớt đập đồ, bớt cằn nhằn, bớt nói nhiều rồi. Mọi thứ là nói chung là tụi con đã qua cơn bị cực. Bây giờ tới hồi thời lai vẫn là hai đứa đúng không? Chưa có ý định có đứa thứ ba đúng không? Không, rất muốn có đứa thứ ba, nhưng mà tụi đơn giản là tụi con muốn là kiểu như lần này mình phải chuẩn bị kỹ hơn cô. Nhưng bây giờ công việc là ổn định rồi đúng không? Nói chung hai vợ chồng công việc ai cũng ổn định rồi. Dạ, đúng rồi. Gọi là tạm ổn định. Tạm ổn định tại vì mình đã giải quyết rồi, nhưng mà so với cái cuộc sống trước đây thì con thấy như vậy là con cảm thấy là quá hạnh phúc rồi. Rồi nhà cửa như thế nào, mình có mua lại được một căn nhà mới rẻ hơn không? Hiện tại bây giờ em đang ở một cái căn chung cư cũng thuộc dạng trung cấp, nên em cảm thấy rất là ok từ các cái dịch vụ nọ kia. Rồi con qua nhà mới không biết là mọi người thì cứ hay chọc con là phong thủy hợp. Nhưng mà con qua nhà mới thì con cảm thấy là cái tính mình bình tĩnh hơn. Ít nóng nảy hơn, biết kiềm chế hơn một chút, và tất cả các cái thứ con ở thì con cảm thấy là con rất là hợp ở chung cư nhà đất thì đó. Nói chung chắc là phong thủy hợp đó con. Vâng, rồi giờ thế là mình giải quyết được những cái chuyện rong ria, mình đỡ áp lực nhiều thứ. Thật sự là như vậy. Rồi bây giờ là khi mà về sống chung với nhau á, thì là những cái tật xấu gì mà từ lúc yêu nhau là con chưa
thấy, rồi đến khi mà ở với nhau rồi là mới lòi tật xấu ra. Cái vấn đề mà tật xấu thì thật sự cô là từ lúc yêu nhau là đã biết rồi. Ừ. Tại vì yêu nhau lâu quá. Lâu. Người ta cứ là yêu nhau là đừng nên yêu quá lâu, tại vì đôi khi đã quá quen á cô. Thì người ta sẽ ví dụ tật xấu gì đâu, con nói con nghe coi. Con tự vấn bản thân con trước đi. Con không, tự, không ai mượn con nói tật con xấu của con. Vợ con cô. Bà nói nhiều kinh khủng. Nói nhiều. Cái đầu tiên là bà tật đầu tiên mà con đáng lên án nhất là bà là tật hay quên. Bây giờ bà cứ lấy lý do là do đẻ anh ngon đẻ hai đứa đi rồi anh thử anh nhớ. Nhưng thật sự là cái tật hay quên bà từ trước rồi cô. Bà hay quên kinh khủng. Cô có tên ông nhiều lúc á, bà mới nói anh làm cái này cho em nha. Okay, để anh làm cho. Tới lúc mình làm xong á, ủa sao anh chưa làm nữa? Ủa là anh làm xong anh nộp luôn cho em rồi đó. Không, cái đó là con nói thật, là con đẻ hai đứa với tim bốn mũi cô Vân. Con lấy cái cốc để con đi uống nước, con hứng cái ly nước con uống á. Thì đáng lẽ là hứng ở nước ở trong bình uống đúng không cô Vân? Con tính thì chán cái ly nước thôi. Con đi ra vòi con chán ly nước xong thì con hứng nguyên cái ly nước ở vòi. Con uống liền 4 ly mà con không nhận ra là con đang uống nước vòi luôn cô Vân. Tới uống tới ly thứ 5 rồi mới phát hiện là mình đang đi rửa ly chứ không phải là mình đi uống nước. Có nghĩa là thực ra là cũng thời gian này cũng nhiều người rơi vào trường hợp như vậy. Là cũng có sau thể... khi mà đẻ xong và chích xong đó em ơi. Không, nó truyền lại đó cô. Tức là cái level quên của bà nó quên một cách bá đạo lắm. Bà là rất, tại vì con làm về con có làm về đồ điện tử, con thích sưu tập đồ điện tử. Tâm ra nhà cái nhiều nhất ở nhà con là sạc dự phòng. Nhưng mà có nói mỗi lần là mất hoài. Bà buồn buồn là bà làm buồn vừa thấy em cầm đi em nhớ cầm về cho anh rất lo quá, anh lo cho cái sạc anh không, anh lo cho em y rằng ủa về sẵn ủa chết em quên rồi ủa em để đâu ta ủa đâu rồi ta rồi là cũng biết con mất rồi đó. Có nghĩa là quên, cái tật xấu là quên. Thực ra là cái này người ta cũng không muốn có đâu, nhưng mà bây giờ rồi. Là ngoài ý muốn đó, con phải là cái tật đâu. Con kiếm cái tật gì mà xấu hơn đi con. Nói nhiều cái vụ mà càm ràm đó cô. Rồi nói nhiều là xấu rồi, biết rồi. Không, nó lên level tuy giờ là đỡ rồi phải không. Nhưng mà cô tin không, bà nghĩa là một cái gì đó, nó nghĩa là vô tình con vợ con đi làm á, người ta kêu bả là một cái bể trời năng lượng, tại vì hai vợ chồng đều làm, và bả làm chuyên vào mảng chăm sóc khách hàng luôn á. Bả là gọi là dịch vụ khách hàng năng cao cấp, thì lúc nào bả cũng tỏ ra cái sự chuyên nghiệp của bả, nó hiện là lúc nào bả cũng tỏ ra năng lượng á. Tên lộ cái thằng bảo vệ ông, cái anh bảo vệ ở đó thôi, người ta ảnh cũng kêu là lúc nào tao thấy mày năng lượng à đó. Bởi nhưng cái vấn đề người ta đâu có biết đâu, năng lượng ở đó nhưng mà bãi rác ở đây mà. Tất cả là con vô tình chung con biến thành một cái thùng rác xả cảm xúc. Cái công việc của con là như vậy, nghĩa là muốn làm việc với khách hàng cô Vân thì phải năng lượng, tại vì bộ phận chăm sóc khách hàng là bộ phận luôn nghe khách chửi. Nghe khách chửi suốt ngày, mà nếu mà mình không có vui vẻ, mình không có năng lượng á thì mình rất là dễ bị nản. Nhưng mà những cái lúc mà ví dụ như là khách có vấn đề phàn nàn về con á, với mình á, thì mình vẫn cười tươi, nhưng mà ôm hết nguyên cái đó về xả vào người của anh này. Rồi tâm trạng con thì cũng hay bị gọi là thất thường sau khi sinh nữa. Nên là, mà cô Vân biết không, khi con đẻ hai bé xong, bắt đầu con ở nhà thì con không có bạn. Hầu như là không có bạn, tại vì không có đi ra ngoài chơi với ai, không có bạn gì hết. Thì mình cứ nằm ở nhà mình coi phim thôi. Tới tối về, mới có anh này về nói chuyện. Thì giờ đâu có chủ đề gì nói đâu, giờ có mỗi cái chủ đề là phim mình mới xem thôi. Thì ngồi kể mà ông cứ ngồi ngủ vậy nè. Ông cứ ngủ gật nè, mà con hỏi là anh có nghe em kể không? Có nghe. Cô hiểu được cái tâm trạng và cái sự chịu đựng của bạn chồng rồi. Cái đó cũng dễ sợ lắm á. Rồi còn cái gì dễ sợ hơn cái đó không? Thật sự là con cảm thấy là một phần là giống như vợ con có một cái tính mà sao ta? Tức là khi cô Vân hiểu á, khi bảy đi bảy con cùng nhau vào siêu thị đi chẳng hạn đi ha. Hai là tương ớt. Nó như nhau. Nó chỉ khác mỗi cái này của này, một này của kia thôi. Anh ơi, lấy cái nào? Lấy cái này, lấy cái A đi em. Ủa sao anh không lấy cái B? Vậy thôi lấy cái B. Ủa sao anh lấy cái A? Thôi lấy hai cái được không? Anh phí tiền quá à. Đó. Ủa vậy lúc em muốn cái nào? Em không biết em mới hỏi anh. Vậy thôi, xong rồi, xong nghĩa là bà sẽ đưa ra một cái option cho mình lựa chọn. Mình con nó đầu là ủa thì bà hỏi một cái gì là đọc kiểm đầu mình nảy số rồi. Rồi xong rồi đó. Đó, cuộc chiến bắt đầu đó. A, B, C, D, nhớ y như chơi đồng vàng á. Nhưng cái kết nó kiểu như hơi hụt hẫng, con kiểu như mình kiểu như là mình, nó làm mình hơi bị mệt á. Cái tính cách con nó bị bà chọn thường, bà chọn cái không? một cái hoàn toàn không liên quan hết. Có nghĩa là chọn cái A cái B xong cuối cùng bà mua cái C, đúng dạ. Không bị thất thường. Thất thường tại không vì có anh này là kiến. Bị một cái là con nói thật luôn là một phần con lựa chọn ảnh á cô Vân, là tại vì con ở bên cạnh ảnh là con không có phải
cố gồng mình trở thành một người khác. Ừ. Nghĩa là những cái mà điên khùng nhất mà con có thể làm á, thì con có thể diễn, có thể làm bộc lộ với con. Anh okay. này. Ví dụ đi ăn mà với một bạn trai khác á, thì con anh sẽ phải gấp từng miếng từng miếng. Đi ăn bún bò sẽ không bao giờ dám gọi giò heo, sẽ không dám gặm trước mặt người kia. Nhưng mà anh này thì con sẽ có thể ăn được tất cả mọi thứ trên đời. Rồi thì cái đó là tâm trạng chung của tất cả những bà vợ đối với những ông chồng của mình. Rồi được rồi, nhưng mà rồi bây giờ hỏi con một câu cuối cùng nữa nè, là con mong vợ con thay đổi điều gì? Thực sự cái con mong vợ con thay đổi nghĩa là thực sự là kiểu như chú ý tới con hơn chút. Cái chuyện này nó hơi tế nhị cô Vân. Cô Vân có khi nào mà tự nhiên anh Tuyên thì cho nó dễ nè. Tự nhiên hai người đang nhập cuộc mà bà nằm bà lướt điện thoại rồi bà chuẩn bị nha. Cái bà nằm bà lướt điện thoại, bà mở nhạc Phật lên nghe không? Tôi cảm hứng liền. Em kiểu ủa cái gì vậy trời, cái ủa con quay lại ủa cái gì vậy em, ủa cái gì vậy. Nghĩa là tại vì thực sự luôn á, là tại khi mà có hai con rồi thì cái thời gian cho nhau nó rất là hạn chế luôn á. Mình nghĩ là đã chuẩn bị ok xong hết rồi, cái tự nhiên chuẩn bị vô cái bản làm đã chờ cái tự mình vừa ôm cái là con thấy lúc đó mình là mình muốn thanh thoát liền con thanh siêu, thoát liền con không đúng cái gì nữa hiểu không con, con đứng nhẹ luôn, con đứng nhẹ con đang đi làm luôn. Rồi cái đó là có lẽ con mong muốn thay đổi vậy không, cái đó con vô tình hay con cố tình vậy? Không phải, tại vì thật ra là sau cái biến cố cô Vân một phần nó cũng liên quan tới cái thói xấu của bạn này, nghĩa là anh này là ảnh ở rất bẩn. Anh ở rất bẩn, ảnh đi làm một ngày trời về nha cô Vân, là mồ hôi mồ kê vậy đó. Thì đêm thì con cũng bảo là thôi thì anh đừng có nên tắm tại vì nó cũng nguy hiểm. Nhưng ít nhất cũng phải thay cái áo. Không, cái áo đi làm nguyên một ngày về mặc nguyên si, cái tay đi đường dính cái gì về nằm nguyên, để nguyên si. Mà không bao giờ nằm lên giường, chỉ thích nằm ngủ dưới đất thôi. Giờ hai đứa nhỏ nhà con nó y chang nó bắt trước ba là nó cứ chui xuống dưới đất nó nằm. Có nghĩa là bây giờ con nói luôn đi, cái tật xấu là ở dơ. Ở dơ lắm. Đúng không? Rồi là mình cảm giác như mình không có. Cho nên cái chuyện mà mở nhạc Phật á là cố tình. Để cho thôi anh đi giùm tôi đi. Là tại vì bữa đó là anh chưa chịu thay áo, tay anh chưa chịu rửa, cho nên là liếc sơ sơ cái là bật nhạc Phật lên. Là anh thanh thoát là anh đi luôn đó. Nhưng một phần cũng là lỗi cho em. Dạ. Em phải tâm lý, em phải hiểu vấn đề đó. Tại vì khi mà xung trận á, cái đó là phải sạch sẽ, phải thoải mái nhất thì nó mới feeling được. Đó, đó. Nghe chứ không phải là làm cho có rồi xong đi ra. Đó là con tuổi khéo. Tại vì bây giờ con mà nói á là hay dỗi. Hiểu rồi, hiểu rồi. Bữa nay là hiểu rồi đó. Rồi bây giờ con tật nào nữa? Rất là hay tự ái, hay dỗi, hay dỗi lắm. Ví dụ như là mình nói ảnh một cái vấn đề gì đó mà mình nói mé mé thôi thì ảnh không có hiểu. Ảnh không có hiểu, ảnh rất là vô tâm, không có hiểu. Nhưng mà mình mà nói thẳng á thì tự ái. Tự ái thì đôi khi con nói thật là con cảm giác là mình đã trải qua rất là nhiều chuyện và mình cũng đã vì chồng mình rất là nhiều, nên đôi khi con cũng muốn là chồng mình nhịn mình đi một chút xíu. Có thể cái câu nói của mình nó hơi nặng một chút xíu. Con cũng nhắn tin với ảnh hoài, con cũng bảo là anh ơi, cái tính em hồi giờ nó nhiều vậy rồi. Cái bệnh nghề nghiệp nó nhiều rồi, hay cầm ràm là cái bệnh chung của tất cả phụ nữ rồi. Anh nhịn em đi xíu, nhưng mà cứ mỗi lần nói là ông dỗi. Mà nhiều khi con bị một cái tâm trạng đang rất là khó chịu trong lòng mà ông dỗi, cái giờ con phải đi dỗi thêm ổng nữa. Con đi ra ngoài đường, con gặp một cái vấn đề gì ở ngoài đường, con nói chuyện với tất cả mọi người thì con nói bình thường lắm, nhưng mà chỉ cần chồng con gọi điện là con khóc liền. Con khóc hu là hôm nay con bị như vậy đó. Thế chồng con bảo là ủa tại sao em bị như thế, em không kêu anh ra. Nhưng mà con bảo là em kêu anh ra hả, mà anh ra mà mặt anh hay quạo lắm, anh hay quạo lắm, nhiều khi em còn phải giải quyết cái vấn đề cho anh á. Cái ông nhắn tin cho con chứ. Ông nhắn tin chữ vậy thôi cô Vân. Xong rồi mình cũng cảm giác rất là tổn thương vì mình nghĩ là cái lúc đó mình đang cần chồng mình ở bên cạnh. Mà chồng mình cứ chấp nhận những cái lời mà mình nói hoài, mình cảm thấy rất là buồn về cái vấn đề đó. Như vậy là có nghĩa là bây giờ con muốn chồng con á như thế nào? Như hồi nãy là con muốn chồng con là phải ở sạch. ở sạch đúng không? Rồi cái vừa rồi vừa mong muốn đó là chồng con phải chịu khó hơn, phải quan tâm quan tâm con, rồi là con muốn chồng con cái lỗi về mình hơn một chút, đúng không, tha thứ hơn. Sau bao nhiêu chuyện thì con muốn chồng con trưởng thành hơn, giống như là chính xác là giống như là một cái người trụ cột của gia đình. Thì chồng con bây giờ trẻ con lắm, có hai đứa con gái, nhưng mà ba bố con cứ dành nhau ăn xì nách hoài. Đó, rồi dành nhau coi hoạt hình. Con nó đang coi xong hù con nói là ông kẻ tới kìa, để đuổi nó vào phòng để mình dành cái tivi mình coi hoạt hình. Đó. Rồi cứ trẻ con lắm. Rồi cô hiểu rồi, cô hiểu rồi. Nhưng mà bây là giờ gia đình em đang nuôi ba đứa con hả? Dạ đúng rồi. Cái đó là như vậy. Nhưng mà em biết không, vấn đề là bây giờ mình đã chọn nhau rồi. Dạ.
thì là mình đã chọn hạnh phúc rồi. Dạ. Thì mình phải lấy yêu thương để mà mình vun đắp cái hạnh phúc đó. Dạ. Đúng không? Dạ. Đó thì bây giờ giống như em á, em thấy sao nè, để mà em góp ý với bạn bạn chồng á về những cái mà gọi là mong muốn của bạn vợ. À, thì nếu là em á thì em có sửa được không? Sửa được chứ. Đó. Quan trọng em có một cái quan niệm là tất cả mọi chuyện là do mình. Ừ. Quan trọng là mình có muốn hay là không. Dạ. Đó. Và theo theo anh á, nói nãy giờ anh nghe tâm sự thì ít ra thì em cũng một lần, em ít nhất là một lần em làm ăn bị thất bại và em phải đổ nợ và vợ phải gồng gánh cho em, thậm chí cả cái chuyện bán nhà bên vợ luôn, chứ không phải là nhà chung của hai vợ chồng nha. Là vợ đã hy sinh cho em nhiều lắm rồi và mẹ vợ cũng đã thương em, chấp nhận bán nhà để trả nợ cho con rể. À, chính vì vậy anh nghĩ là em cũng phải trưởng thành hơn một tí, đúng nghĩa giống như vợ em nói, phải trưởng thành, làm cái gì cũng phải đắn đo, phải chín chắn hơn. Tại vì bây giờ mình thứ nhất vợ và hai con rồi. Đặt trường hợp lỡ một lần nữa mình gãy nữa, hoàn cảnh rồi cuộc sống của con mình sao, vợ mình càng vất vả hơn nữa. Khổ lắm, anh nói thiệt. Bởi vậy làm cái gì cũng phải tinh tế hơn, chủ động hơn và biết nghĩ cho gia đình hơn. Rồi dụ tắm rửa sao? Ổng tự biết đi. Em phải nói chứ. Cô vẫn, con xin giải thích cái này, tại vì cô vẫn sao? Tại vì cơ bản ngày con, nghĩa là con vẫn đang vận hành một cái quán gà nướng, cô vẫn hiểu không? Thì tối về, tại vì cơ bản con về là lúc bà ngủ rồi, thì con nằm dưới đất, con là con nằm dưới đất một góc nên tại vì sáng sau con tắm rửa rồi con ấy luôn. Bà tiện cái gặp, tại vì con thấy thực sự là con sót mẹ con giặt đồ á, cũng là giặt máy rồi nhưng mà một lần đưa ôm đồ nhiều lắm luôn. Một trong những cái tật xấu khác của vợ con đó là bà bừa. Một ngày con nói con một cái bộ đồ á, con ra là nhiều lắm một hai bộ đồ, nhưng giờ con là một nùi nè. Ôm nguyên một giỏ đồ chắc con được hai bộ. Mà mẹ con mà mẹ con mẹ tại ở chung với mẹ, mẹ con cũng lớn rồi, mẹ vợ con lớn rồi. Bà rất là sạch, bà ở rất là sạch. Đâm ra kiểu như mỗi lần giặt đồ mà thấy mẹ ấy nhiều á, con kiểu con ấy nấy con. Riết là con cảm giác nó lấy cái bệnh đó, nghĩa là đồ con mặc á, nghĩa là tới nào đi tắm được con ấy là thôi. Còn không kiên trì mặc một bộ thôi. Không hợp lý. Không có lý do. Nói cái gì anh cũng lý do anh được. Anh nói nghe là cái chuyện mà giặt đồ cái đó là nó có tốn kém cái gì đâu và nó có làm cái gì khủng khiếp đâu. Với lại em nói là lý do là chính xác. Em phải thấy được cái sai của mình. Đừng bao giờ bao biện. Dạ không không, ý là cái đó ngày xưa rồi giờ em đã thay đổi rồi, tức là thay đổi ngày... chưa? Có rồi, nghĩa là giờ đã chịu tắm rồi để trời ơi, đã vậy còn mùi gà nướng nữa mới ghê chứ. Trời ơi, ta nói mỗi lần mà đi ăn đồ nướng đó là em có tin là chị trước khi đi chị gội đầu cái gì thì đi ăn đồ nướng về là chị phải gội đúng đầu. Rồi, đúng rồi. Mà con có biết là mỗi một lần cô gội đầu là cô bị bệnh không? Vậy mà cô vẫn phải gội đó là bởi vì bản thân mình không chịu nổi cái mùi hai vợ chồng khác hoàn toàn. Cho anh Tư nói cái này. Có thể em chấp nhận em ở dơ được, nhưng sau này em cứ nghĩ sức khỏe cho con em. Dạ. Em ở ngoài đường em tiếp xúc biết bao nhiêu người, bụi bẩn vi trùng vi khuẩn biết bao nhiêu người và em vẫn mang nguyên si y chang vậy, mặc bộ đồ em nằm ngủ và con em phòng anh không biết nhà rộng nhà lớn và con cũng nằm nó chơi xung quanh đó, và sau này sức khỏe của con em nha, hên là bây giờ chưa có chuyện gì, lỡ như những con vi khuẩn những cái virus nó không tốt nó vào trong cơ thể của người em thì sao? Một điều cực kỳ sai nha, em phải tắm rửa sạch sẽ. Cái đó là không, em chỉ giải thích là cái vấn đề là ngày xưa tại sao nói thôi, còn thực sự bây giờ là đỡ rồi, bà đi làm cả ngày bà không biết đâu. Thì thôi nói tóm lại là như thế này, cả hai đứa sẽ phải sửa chứ không phải là chỉ một mình đúng chồng rồi. Sửa đâu. Chồng thì những cái nguyện vọng của vợ là hoàn toàn chính xác luôn á. Cô chỉ cho nếu mà sót mẹ đúng không, không muốn mẹ giặt đồ nhiều đúng không, bây giờ may một cái bộ mà chỉ để dùng để ngủ thôi sau khi tắm. Ok. Có thể mặc cái bộ đó 2-3 ngày được. Cứ rồi con về con tắm rửa xong con mặc đúng cái bộ mà chỉ dành để ngủ thôi. Nhiều khi đêm á tự nhiên con cảm thấy là sao tự nhiên mình sung mãn, mình nhớ vợ mình quá, thì lúc đó vợ con cũng sẽ đón nhận một cách mà gọi là không những tắm nha mà xài một cái mùi nước hoa, mà nước hoa ngải cho cô, tức là nước hoa đó để sau khi vợ con sau này mà có đi đâu mà không có con ở nhà là bị ghiền cái mùi đó luôn. Con cố định cái mùi đó cho cô đi, cái đó con nói nghiêm túc luôn đó. Rồi là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là có thể là hồi nãy vợ nói là quan tâm tới vợ một chút, rồi bên đây chồng cũng muốn là con quan tâm tới chồng một chút, đúng không? Thì hai đứa cùng quan tâm nhau đi, đúng không? Bây giờ cô nói con nghe nè, cái chuyện mà những cái gì mà ở ngoài đời á mà mình đem về rồi mình xả vô cái thùng rác này thì đúng là tội. Thực sự là tội, bởi vì đứa nào cũng có công việc hết, đứa nào cũng có áp lực hết. Thì theo cô là như vậy nè, khi mà con phải nhớ, cả hai đứa đều phải nhớ là cái ngôi nhà của mình là cái nơi mà để tụi con về, tụi con relax, để tụi con được sống thật nhất với những gì mà rõ ràng là
tụi con không còn sợ cuộc đời, không còn sợ ai chơi sau lưng mình hay là làm cái gì mà không tốt đối với mình, bởi vì mình không cần thủ thế nữa, đúng không? Thì phải tạo cái cơ hội đó cho nhau, bởi vì thời gian gần nhau không có nhiều. Đứa nào đi làm suốt và tối về gặp nhau được có chút xíu, lại thêm cãi nhau cằn nhằn nữa thì có mà chết, chịu không có nổi đâu, đúng không? Thì tự động khi mà con không làm cái điều đó đối với chồng con, thì cái suy nghĩ như cảm xúc chồng con nó sẽ khác. Có nghĩa là sẽ quan tâm con hơn, tại vì sẽ có nhiều cái để mà nói hơn ngoài cái chuyện mà xả rác với nhau, đúng không? Mỗi đứa sửa chút xíu đi con, đúng không? Đỡ gây áp lực cho nhau. Đúng rồi, cuộc sống nó sẽ thú vị hơn. Có thể gọi là buông xỏ cho mọi chuyện nó thoải mái, đúng, nó nhẹ nhàng, không có gì mà phải căng thẳng với nhau cả. Sau khi mà dùng dầu thơm ngải thì cái chuyện xuất hiện một thiên thần thứ ba là trong tầm tay. Là lúc đó sẽ không còn chuẩn bị rồi cái mở nhạc thì bậy bạ lên đó. Trong tầm tay lúc đó sẽ mở nhạc tabu. Tăng. Hiểu không? Dạ. Con gái là ngựa phi được. Hiểu không? Dạ. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ. Bây giờ